hành xử đối ngoại nhân quyền của một số tổng thống Mỹ. Mối quan hệ giữa nhân quyền với chính sách đối ngoại Mỹ theo truyền thống đã được định hình trong những điều khoản về lợi ích quốc gia. Có người cho rằng lợi ích quốc gia Mỹ ngày nay chắc chắn bao gồm việc Hoa Kỳ thúc đẩy quyền con người và cách tránh xa các chế độ vi phạm vấn đề nhân quyền. Hoặc có người khẳng định rằng lợi ích quốc gia trong chính sách đối ngoại Mỹ có thể được tương hỗ do sự nhạy cảm với đạo đức. Nó bao gồm việc chăm sóc cho những quyền cơ bản của con người, bất kể ai đó có định nghĩa lại về lợi ích quốc gia hoặc cho rằng có sự điều chỉnh mạnh mẽ hơn nữa trong đạo đức ở Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ trong thực tế vẫn thường xuyên bày tỏ sự lo lắng về quyền con người khi hợp tác với một quốc gia khác. Các nhà ngoại giao Mỹ khá thường xuyên viện dẫn quyền con người trong quan hệ với các nước khác, tới mức mà đối với một số khu vực Hoa Kỳ đã hình thành đòi hỏi yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền nhất định. Tổng thống James Earl Carter cam kết nhân quyền nhiều hơn là thực hiện. Từ năm 1977 đến năm 1980, việc theo đuổi một cách độc lập nhân quyền phổ quát thường được biết đến như là một đặc tính chính thức của chính quyền Carter. Tổng thống Carter trong một lần tuyên bố: "Chúng tôi nên là một ngọn hải đăng cho các dân tộc tìm kiếm các quyền con người cơ bản." Tổng thống sau đó kêu gọi Hoa Kỳ thiết lập một tiêu chuẩn chung giữa cộng đồng các dân tộc. Đó là lòng dũng cảm, lòng từ bi, tính toàn vẹn và sự cống hiến cho quyền con người cơ bản và quyền tự do. Trong bài phát biểu kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống xác định tình yêu tự do như là dòng máu chung chảy qua tĩnh mạch của người Mỹ. Tuy nhiên, chính sách nhân quyền của Carter hiếm khi thành công. Nhiều người tin rằng cam kết không có cơ sở của Carter đối với nhân quyền là một thủ đoạn chính trị. Mặc dù Carter đã ký hai hiệp ước quốc tế về nhân quyền, Hiệp ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị và Hiệp ước quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa vào năm 1977, nhưng ông đã không sử dụng địa vị chính trị trung tâm của mình để thúc đẩy thông qua quá trình phê chuẩn các hiệp ước. Các nhà phê bình tin rằng đây là bằng chứng cho thấy đó chỉ là những cam kết hoa mỹ của Carter đối với quyền con người. Việc áp dụng chính sách đối ngoại của Carter ở Trung Đông là ví dụ cho thấy rõ hơn điều này. Giống như cách mà các chính quyền trước đã làm, Tổng thống Carter giảm sự tập trung vào riêng hành vi bạo lực nhân quyền tại các quốc gia Trung Đông nhằm mục tiêu đảm bảo ổn định thị trường dầu thế giới. Những gì biết đến trong học thuyết Carter là khả năng sử dụng bất kỳ phương tiện nào cần thiết, bao gồm cả lực lượng vũ trang, nhằm đảm bảo chắc chắn cho Hoa Kỳ có được nguồn cung cấp dầu ở vùng vịnh. Học thuyết Carter cho rằng bất kỳ hành động tấn công nào của Nga vào vùng Trung Đông sẽ bị đẩy lùi. Theo Tổng thống, đây là khu vực có lợi ích quan trọng của Hoa Kỳ và nó chứa dầu của chúng ta. Trong thực tế, học thuyết Carter đánh dấu cho sự hiện diện thường trú của quân đội Hoa Kỳ tại khu vực Trung Đông với cam kết giữ eo biển Hormuz mở rộng cho việc vận chuyển dầu và việc thiết lập lực lượng triển khai nhanh nhằm đối phó với bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào. Thực hiện học thuyết này cũng liên quan tới việc Mỹ đem máy bay truyền thông AVKAC và máy bay phản lực chiến đấu F-15 bảo vệ chế độ quân chủ Ả Rập Saudi phi dân chủ bởi lo ngại việc mất quyền lực của nó sau thành công của cuộc cách mạng Hồi giáo ở Iran năm 1979. Sự kiện này mở ra một chế độ Hồi giáo được xem là rất ít nghiêng theo trật tự của Washington so với chế độ không qua bầu cử của vua Ba Tư Shah mà nó thay thế. Carter đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng con tin ở Iran, sự hiện diện quân sự lớn của Liên Xô tại Cuba, Liên Xô tiến vào Afghanistan và sự thiếu hụt khí đốt. Sau những thất bại tại Iran, Afghanistan, Cuba và Nicaragua, chính sách nhân quyền của chính quyền Carter đã suy giảm rõ ràng, trong khi các lợi ích truyền thông của an ninh quốc gia lại bước vào giai đoạn chính. Những sự kiện này đã làm chương trình nghị sự về nhân quyền thay đổi theo hướng hiện thực truyền thống của quyền lực chính trị. Không chỉ ở Tổng thống, khoảng cách lớn giữa lời nói và việc làm cũng được thấy trong công chúng Mỹ. Công chúng Mỹ cùng với Tổng thống của mình sẽ không hỗ trợ cho quyền con người khi phải mất chi phí cao. Người Mỹ hỗ trợ mạnh các khái niệm trừu tượng về quyền con người, nhưng họ đã không ủng hộ chính phủ của họ hành động. Theo Skidmore 1993, cuộc thăm dò năm 1978 cho thấy
67% người Mỹ và 78% các nhà lãnh đạo chính trị Mỹ tin rằng Hoa Kỳ nên gây áp lực đối với chính phủ những nước vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống đối với công dân nước đó. Nhưng khi được hỏi liệu chính phủ Mỹ có nên chống lại các quốc gia cụ thể vì điều kiện quyền con người của nước đó, ví dụ chính phủ Nam Phi với tệ phân biệt chủng tộc, thì đại đa số người Mỹ trả lời không đồng ý. Những nỗ lực của Carter trong chính sách nhân quyền, mặc dù không phải luôn luôn thành công, nhưng đã đặt tiền lệ cho các chính quyền sau đó không thể bỏ qua. Mục đích chính sách nhân quyền của Carter là tăng cường an ninh Hoa Kỳ trên thế giới bằng cách hỗ trợ quyền con người và quyền tự do cơ bản, giữ khoảng cách giữa Hoa Kỳ trước các chế độ lạm dụng quyền con người và gia tăng ủng hộ các chế độ tự do và thân thiện.